Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thưa quý mài, trên buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là nhịn nhục để hưởng phước. Xin quý vị cùng với tôi chúng ta mở ra ở trong sách Hebrew. Sách Hebrew đoạn thứ 10 của 36. Xin chúng ta cùng đọc với tôi chung với nhau câu thánh này. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Một lần nữa, vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Thưa quý mài chị em là những người tin Chúa, chúng ta được Chúa ngài biến đổi từ tội nhân thành thánh nhân, từ những người đáng bị rủa sả và hư mất, chúng ta được trở thành những người được hưởng phước và được cứu rỗi. Chúng ta trở thành những con người mà Kinh Thánh gọi rằng là được chuyển từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta được thoát khỏi tất cả những sự định tội. Chúng ta không ở dưới cái sự rủa sả và những cái sự định tội, những sự mặc cảm tự ti mà trước đây do tội lỗi ma quỷ nhân cơ đó nó trói buộc chúng ta. Và giờ đây chúng ta là những công dân của thiên quốc, chúng ta có đặc quyền ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta được hưởng mọi lời hứa mà Chúa hứa với chúng ta trong lời của Ngài. Và lời của Chúa nói rằng là trước khi chúng ta có thể hưởng được những lời hứa mà Chúa hứa với chúng ta, thì chúng ta, theo Kinh Thánh này nói rằng là chúng ta cần phải nhịn nhục. Và sau khi chúng ta nhịn nhục rồi thì chúng ta sẽ nhận được lời đã hứa cho mình. Nhịn nhục để làm gì quý mài chị em? Nhịn nhục để chúng ta có thể làm theo ý muốn của trời. Như vậy thì từ cái lúc mà chúng ta tin Chúa cho đến lúc mà chúng ta được trở nên người mà Chúa ngài muốn chúng ta trở nên, đó là một người được phước của Chúa, một người giàu có, thịnh vượng và thành công ở trong mọi sự, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái tiến trình, chứ không phải là một sớm một chiều mà chúng ta được trở nên người như vậy. Đúng không ạ? Đó là một cái khoảng thời gian mà chúng ta cần phải bước đi với Chúa. Chúng ta cần phải nhịn nhục, chúng ta cần phải kiên trì, chúng ta cần phải có một cái sự quyết tâm để chúng ta theo Chúa, thì chúng ta sẽ được như lời đã hứa cho mình. Đây là một trong những cái điều rất là căn bản trong niềm tin cơ đốc của chúng ta, mà có thể lắm nhiều người chúng ta đã bỏ qua, hoặc là chúng ta không nắm vững được. Nhiều người đã thối lui và vấp ngã bởi vì họ không có đủ cái sự nhịn nhục để có thể theo Chúa cho đến cuối cùng. Họ cũng nghe lời Chúa đó, họ cũng nghe rằng là tin Chúa mình sẽ được phước, tin Chúa mình sẽ được giàu có, tin Chúa mình sẽ được chữa lành, tin Chúa mình sẽ được thế này thế kia. Nhưng mà ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, họ vẫn thấy rằng là nan đề của mình chưa được giải quyết. Chắc là mục sư đó, hội thánh đó chia sẻ lời Chúa không đúng. Thế là họ vấp phạm, đúng không quý mài chị em? Như cái câu gốc hồi nãy tôi có thấy quý mài chị em trả câu gốc tuần trước đó. Cái câu này rất là hay đúng không ạ? Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Thưa quý mài chị em, Chúa ngài muốn cho tôi và chúng ta phải là những mảnh đất tốt để chúng ta có thể tiếp nhận hạt giống lời của Chúa vào trong lòng của chúng ta, để chúng ta được kết quả và chúng ta được hưởng sự sống dưới giật sung mạng của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đối với cái người chịu lấy hạt giống lời Chúa, mà tấm lòng của họ như là đất đá sỏi đó quý vị, thì họ cũng là nghe đạo đó và cũng tin đạo, họ cũng vui mừng chịu lấy, họ có sự sốt sắng nhiệt thành lúc ban đầu đó. Nhưng mà trong lòng của họ thì sao quý mài chị em? Kinh Thánh nói rằng là họ không có rễ. Rễ này là rễ ngã nha quý vị nghe, chứ không phải là rễ hỏi nha. Rễ hỏi tức là sao? Là con gái cái gã là con rễ. Nhưng mà rễ ở đây tức là cái rễ đức tin đó quý vị. Cái rễ đức tin của chúng ta cần phải đâm sâu vào trong lời của Chúa quý mài chị em ơi. Người ta nói rằng là khi mà trồng cái tre đó quý vị, trong vòng 5 năm đầu quý vị có tưới nước, bón phân, quý vị làm đủ cách thì cái mầm tre đó, cái rễ tre đó nó vẫn cứ y nguyên, không có một sự biến đổi, không có sự tăng trưởng gì cả. Nhưng mà sau 5 năm đầu tiên đó, thì chỉ trong vòng 6 tuần thôi quý vị, cái mầm tre đó nó cao lên hơn 2 mét, gần 3 mét đó quý vị, trong vòng 6 tuần. Và một ngày thì cái mầm tre đó nó có thể cao lên cả mấy chục cm. Vậy thì quý vị ơi, chúng ta cần phải có thời gian để cái rễ của chúng ta nó phải đâm vào trong lời của Chúa. Trong vòng 5 năm đầu,
cây tre đó nó không có cái gì thay đổi bên phía trên mặt đất hết. Nhưng mà ở dưới mặt đất đó quý vị, cái bộ rễ của cây tre đó nó đâm sâu xuống lòng đất. Con người chúng ta mắt không nhìn thấy. Nhưng mà khi mà bộ rễ nó đã đâm đủ sâu và đã đủ chắc rồi thì bắt đầu cái thân tre ở trên mặt đất nó bắt đầu nó nhô lên, nó phát triển lên từng ngày rất là nhanh chóng và thần kỳ. Đời sống đức tin của chúng ta ở trong Chúa cũng vậy đó quý vị. Có thể những năm đầu chúng ta theo Chúa, những năm đầu tiên mà chúng ta tiếp nhận lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta không nhìn thấy có một cái gì biến đổi cả. Chúng ta vẫn gặp khó khăn chật vật ở trong tài chính cho công việc của chúng ta. Chúng ta cứ phải đi hết cái nhà thuê này đến cái nhà thuê khác, rồi chúng ta phải xin đơn, xin việc ở trong nhiều cái công ty khác nhau. Đôi khi chúng ta thấy đời sống của mình chưa có gì gọi là thật sự được phước. Nhưng quý vị ơi, đừng vội nản lòng. Bởi vì lúc đó là cái lúc mà rễ đức tin của chúng ta nó đâm vào trong lời thành tín của Chúa. Càng khó khăn, càng vất vả, càng gặp nhiều gian nan thử thách, quý vị ơi đừng vội nản lòng. Hãy để cho lòng của chúng ta cứ bám chặt nơi lời của Chúa cái đã. Rồi khi mà chúng ta đủ mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa, Chúa sẽ chúc phước. Chúa sẽ đổ phước của Ngài xuống đến nỗi chúng ta không đủ chỗ chứa đó quý vị. Chúng ta sẽ trở thành những cái cây đại thụ, những cái cây cải mà Kinh Thánh nói rằng là nó đủ lớn để chim trời có thể đến và làm tổ ở tại trên nhành của nó. Nhịn nhục là một trong những đức tính rất, là quan trọng và cần thiết cho một người tín nhân theo Chúa. Thái độ nóng vội là bông trái của lòng kiêu ngạo, còn sự nhịn nhục luôn là người bạn đồng hành của thái độ khiêm nhường. Thưa quý bà chị em, nhịn nhục và kiên nhẫn đó là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh mà một người con cái Chúa thật cần phải có. Ở trong Galati đoạn thứ 5 câu thứ 22 lời của Chúa nói rằng là vả trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Như vậy thì bông trái thứ 5 của Thánh Linh đó là nhịn nhục. Từ tra cứu ở trong tiếng Anh á, thì cái từ nhịn nhục này họ dùng đó là cái từ long suffering, tức là có khả năng để có thể chịu khổ trong một khoảng thời gian dài mà không nản lòng, không bỏ cuộc. Và để có điều đó thưa quý mài chị em, bộ rễ của chúng ta cần phải đâm sâu vào trong lời của Chúa để chúng ta có thể hút được cái sự sống, hút được cái mạch nước của Thánh Linh của Chúa để chúng ta có thể chịu đựng được những cái lúc mà nắng hạn, những lúc mà trời oi bức quý vị ơi. Chúng ta biết rằng là những cái cây xương rồng ở trong sa mạc đó quý vị, nó có thể sống và tồn tại được ở trong cái sa mạc đầy cát, nắng và gió khắc nghiệt như vậy đó, là bởi vì cớ cái bộ rễ của cái cây đó quý vị. Nó có thể đâm sâu tới xuống mặt đất hàng trăm mét. Nó có thể hút được nước ở dưới cái mặt ngầm mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Xung quanh không có một giọt nước. Ở trên thì nắng rất là gắt. Nhưng mà cái cây xương rồng nó có thể sống được là bởi vì cớ cái bộ rễ của nó đâm sâu xuống hàng trăm mét để nó hút được cái nước ngầm ở dưới lòng đất đó quý vị. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta theo Chúa, Chúa nói với chúng ta rằng là theo Chúa đó là chúng ta đang bước đi trên con đường hẹp. Nhiều người họ không thích đi trong con đường này đâu. Bởi vì sao? Nắng thì gắt, xung quanh thì chỉ toàn là cát và đá, toàn là hoang mạc. Nhưng quý vị ơi, chúng ta có thể nhìn thấy được những cái phước hạnh đằng sau những khó khăn mà người không có đức tin không bao giờ nhìn thấy được. Đó chính là sự sống ở trong lời hứa của Chúa. Đó là sự giàu có sung mãn của một người biết Chúa mà Chúa hứa với chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những nguồn phước của Chúa trên đất này. Quý vị có tin không? Nếu quý vị tin, xin Chúa ngài giúp cho quý vị và tôi có thể kiên trì nhịn nhục cho đến cuối cùng để chúng ta thấy được cái phước mà Chúa đem đến cho đời sống của chúng ta. Tôi xin làm chứng về một chút về gia đình của tôi. Khi mà tôi 51 tuổi thì ba mẹ tôi và gia đình của tôi biết đến Chúa. Lúc bấy giờ đó thì ba tôi là một thợ sửa xe, phải ngồi ở ngoài lề đường để mà kiếm sống. Mẹ của tôi thì chỉ là một nhân viên nhà nước, một tháng chỉ có vài ba triệu. Và chung quanh gia đình của chúng tôi lúc bấy giờ đó thì có những người họ có của ăn của để hơn, họ giàu có hơn. Và khi họ nghe rằng là gia đình tôi tin Chúa, ba mẹ tôi làm chứng về Chúa cho họ, họ nói rằng là Chúa của mày như vậy á thì khiến cho cả gia đình được giàu có đi, làm cái gì phải khó khăn chật vật như vậy. Và thế là ba mẹ của tôi không bỏ cuộc quý ông bà chị em, và cứ tiếp tục làm chứng chia sẻ về Chúa cho những người bạn của mình như vậy. Lúc đó thì theo tôi biết rằng là ba mẹ tôi cũng rất là trả giá, bởi vì có những cái thái độ dè biểu khinh chê, và nhất là khi niềm tin của chúng ta khác biệt với họ.
thì họ cứ viện cái cớ hiện tại lúc đó của ba mẹ tôi mà cứ dè biểu khinh chê. Nhưng mà cảm ơn Chúa, hơn 20 năm sau, tức là cho đến thời điểm này, thì Chúa Ngài đã chúc phước cho ba mẹ của tôi rất là nhiều. Và không cần phải cúi gằm mặt xuống để mà xấu hổ với bất cứ ai hết. Những tuần trước thì khi ba mẹ tôi đi gặp lại những người bạn cũ ngày xưa đó, khi mà họ còn cái thời là ở đỉnh cao phong độ của họ đó quý vị, họ là những người đã từng khước từ cái lời làm chứng của ba mẹ tôi đó, thì bây giờ có những người họ không còn nữa. Người thì bị ung thư nan y, người thì gia đình tan nát hết, không còn vợ, không còn cái công việc như ngày xưa nữa. Rất là thương. Và ba mẹ tôi cũng đang cưu mang và tiếp tục cầu nguyện để một ngày nào đó họ cũng sẽ được tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cô Chúa đời sống của mình. Thưa quý bà chị em, nếu ai đó khinh chê chúng ta bởi vì đức tin của chúng ta đặt nơi lời của Chúa, quý vị ơi đừng vội nản lòng, đừng vội bỏ Chúa, hãy cứ tiếp tục nhìn Chúa Jesus Christ mà bước đi quý bà chị em. Bởi vì nếu còn ngày mai thì chúng ta chưa biết được ai sẽ hơn ai đâu quý bà chị em. Amen không ạ? Tôi đứng ở đây tôi chia sẻ lời Chúa, tôi đâu có biết được rằng là trong quý vị ai đó năm sau hoặc là vài năm sau nữa sẽ là những đại gia. Cái điều mà Chúa ngài chúc phước cho đời sống của chúng ta, nó không giống như thế gian bình thường có thể suy nghĩ được theo logic ABC hoặc là 1, 2, 3. Quý vị ơi, phước của Chúa nó đến rất là bất ngờ, nó đến từ cái chỗ mà quý vị không thể nhìn thấy được. Từ đó bàn tay trắng, ba mẹ tôi không có nhà để ở, phải ở cái nhà mà nhà nước họ cấp cho một người nhân viên công chức ở trong nhà nước đó, quý vị, ở trong đó không được phép bán. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa làm phép lạ, đó là Chúa khiến cho họ hóa giá cái nhà đó. Và ba mẹ tôi có thể bán được cái nhà đó và thế là có tiền. Không ai nghĩ rằng là ba mẹ tôi là có tiền được. Quý mài chị em ơi, Chúa có thể làm ở trong những cái chỗ mà quý vị không thể nhìn thấy được. Ai biết được cái xe cày cọc cày cạch, cái xe cũ mềm quý vị đang chạy đó, một ngày kia người ta hóa giá, người ta đấu giá, thế là quý vị có thể được tiền triệu đô la, ai biết được đúng không ạ? Xin Chúa ngài giúp cho quý vị và tôi có một cái nhìn lạc quan ở trong Chúa. Chúng ta không phải là những người nghèo, không phải là những người bị rủa xả nữa, nhưng mà chúng ta là những người được phước của Chúa. Nhưng mà chúng ta đang trên hành trình, chúng ta tiến vào đất hứa của Chúa. Quý vị có tin rằng là chúng ta đang đi vào trong đất hứa không ạ? Có thể hiện tại chúng ta đang ở trong sa mạc đó, nhưng mà chúng ta không ngã chết ở đây, chúng ta không đặt cái mồ mình ở trong đây, nhưng mà mồ của chúng ta phải ở trong đất hứa. Quý vị có tin và cùng đi với tôi vào trong xứ không? Dân Israel ngày xưa khi họ đi theo sự kêu gọi của Chúa vào trong đất hứa, cái tiến trình mà họ đi từ Egypto tức là Ai Cập đó vào trong đất hứa, mà Kinh Thánh ở trong Phục Truyền Lược Lệ Ký đoạn 1 câu 3 nói rằng là từ cái núi Horeb á đến Canaan chỉ mất vỏn vẹn có 11 ngày đường thôi quý vị. 11 ngày đường thôi từ Egypto cho đến xứ hứa. Nhưng mà Chúa ngài dẫn họ đi đường vòng và phải tốn rất là nhiều năm để ở trong sa mạc đồng vắng. Đôi khi quý vị thắc mắc với Chúa rằng Chúa ơi tại sao mà Chúa lại để cho con chờ lâu như vậy? Tại sao Chúa ơi, Chúa mới hứa với con từ trước mà bây giờ Chúa lại không cho con thấy được cái lời hứa đó? Quý vị ơi, đừng vội lầm bầm, đừng vội than phiền, đừng vội trách Chúa, nhưng mà hãy hiểu được cái chương trình của Chúa rằng là Chúa ngài muốn cho chúng ta có một khoảng thời gian để chúng ta được lớn lên trong đức tin và trong sự nhịn nhục nơi Chúa. Chúng ta không có con đường tắt ở trong Chúa đâu quý vị. Mỗi người chúng ta đều cần phải được lớn lên, cần phải tuân theo cái tiến trình tăng trưởng tự nhiên ở trong đức tin của chúng ta. Quý vị có ai là người trồng cây mà mới trồng hôm nay qua tháng sau quý vị muốn nó ra trái không? Chắc chắn là không đúng không ạ? Quý vị cần phải tốn nhiều thời gian. Cái cây mà quý vị trồng càng lâu đó thì cái trái của nó sau này quý vị sẽ ăn càng nhiều hơn. Quý vị trồng lúa 3 tháng quý vị có thể gặt nhưng mà ăn được đúng một lần, đúng không ạ? Nhưng cây sầu riêng đó quý vị trồng phải tốn rất là nhiều năm. Nhưng mà khi mà nó đã ra trái rồi thì cứ mỗi năm nó sẽ ra trái. Vậy thì chúng ta chờ càng lâu thì điều đó có nghĩa rằng là đức tin của chúng ta nó sẽ tương xứng với cái độ kết quả của chúng ta sau này. Quý vị muốn trồng lúa hay trồng sầu riêng? Trồng sầu riêng phải đủ kiên nhẫn, đủ nhịn nhục để nó ra trái. Và khi nó đã ra trái rồi đó quý vị sẽ hưởng phước suốt đời. Tôi chúc cho quý vị sẽ luôn được nhìn thấy cái khải tượng ở trước mặt của chúng ta, trước mắt chúng ta. Đó là chúng ta là những người được phước của Chúa. Chúng ta không phải là những người ăn sổi ở thì, tức là cứ ở không là phước đã đến. Chúng ta không có con đường tắt ở trong Chúa đâu quý vị. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tuân thủ theo cái tiến trình tự nhiên là để chúng ta được
tốt sau này. Cái nhà mà xây càng to càng lớn thì cái nền móng của căn nhà đó phải càng sâu và càng chắc. Quý vị biết rằng là cái tòa nhà Bitexco là cái tòa nhà cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện tại. Nó cao 68 tầng và cái chiều cao tối đa của tòa nhà này đó là 262 mét. Quý vị biết rằng là cái móng của tòa nhà này nó sâu bao nhiêu mét không ạ? Theo như báo cáo là cái móng của tòa nhà Bitexco tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nó có độ sâu đó là 80 mét. Tức là nếu quý vị đứng ở trên mặt đất này và nhìn xuống cái móng đó là quý vị sẽ hết hồn. Bởi vì nếu quý vị rớt xuống cái móng đó là quý vị sẽ chết. Cho nên họ phải rào rất là chặt khi mà những công nhân họ đào móng. Quý vị ơi, đời sống đức tin, xin lỗi, đời sống thuộc linh của chúng ta sau này mà càng cao ở trong Chúa bao nhiêu, chúng ta càng được phước nhiều bao nhiêu, thì bắt buộc chúng ta cần phải đào móng thật là sâu và chặt ở trong lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không có cái móng chặt thì sau này đời sống cao nghèo của chúng ta đó nó sẽ không đủ chắc, và khi mà phong ba bão tố đến chúng ta sẽ bị vấp phạm, chúng ta sẽ bị vấp ngã. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tình trạng vấp phạm ở trong đời sống của nhiều con cái Chúa là bởi vì cớ họ không có cái bộ rễ của sự khiêm nhường và nhịn nhục. Họ không thể hiểu được hết những cái chân lý trong thuộc linh. Họ chỉ nhìn thấy trước mắt, họ không nhìn thấy xa hơn được, quý ông bà chị em. Và khi chúng ta càng để nhiều thời gian lâu chừng nào ở trong Chúa thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng nhiều hơn. Tại sao Chúa lại để cho một Abraham phải chờ 25 năm để mới thấy được có một Isaac ra đời? Tại sao Chúa lại để cho một thanh niên trẻ tên là Joseph phải tốn tới 13 năm, từ 57 tuổi cho đến năm 30 tuổi mới nhìn thấy được khải tượng của Chúa được hình thành cho đời sống của mình? Tại sao Chúa lại để cho một ông già Môi-se phải mất 40 năm ở trong đồng vắng chăn chiên để có thể trở thành một lãnh tụ vĩ đại của dân Israel và dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập? Tôi tin rằng là tất cả những điều đó trải qua đều có chương trình của Chúa để cho người đó được tôi luyện và được ở trong cái vị trí lãnh đạo sau này mà Chúa đặt để một cách vững chắc và không có bị gãy đổ. Cho nên đức tính nhịn nhục của chúng ta cần phải được thử luyện và được xây dựng ở trong nhiều năm tháng, quý ông bà chị em. Chức vụ của chúng ta càng cao sau này thì chúng ta càng phải có nhiều thời gian để chúng ta được lập vững ở trong cái nền móng của chúng ta, ở trong tính cách của chúng ta, ở trong cái khả năng chịu đựng của chúng ta nè quý vị. Một ngày kia khi mà dân Israel họ lầm bầm, họ không có nước, thế là họ đến với Môi-se và họ nói rằng là ông dẫn chúng tôi vào trong xứ trong cái sa mạc này để chúng tôi ngã chết sao? Và thế là Môi-se bực mình quá, Môi-se nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ dân này họ nói như vậy đó, xin Chúa ngài làm cho có nước đi. Và thế là Chúa nói rằng là bây giờ ngươi hãy nói với hòn đá đó và đập cái hòn đá đó một lần, nước nó sẽ chảy ra. Môi-se bực quá, Môi-se nói với hội chúng Israel là hỡi cái dân lầm bầm kia, các người xem này, này Chúa ngài trả lời cho người. Và thấy là ông nói với hòn đá và ông đập cái gậy hai lần, quý mà chè. Và Chúa nói rằng là ngươi đã không trung thành với ta và ngươi đã không tôn thánh ta trước mặt dân sự. Và thấy là Môi-se không được phép đặt chân vào trong xứ hứa. Bởi vì có cái sự nóng giận, cái sự tức mình của Môi-se, cho nên Môi-se đã bỏ lỡ cơ hội để có thể đặt chân vào trong xứ hứa cùng với Giô-suê. Quý mà chè ơi, ngay cả một Môi-se là người khiêm hòa hơn hết tất cả mọi người trên thế gian này mà ông còn như vậy. Chỉ vì một chút nóng nảy, vì một chút bức xúc mà ông đã bỏ lỡ cơ hội. Dĩ nhiên có một cái ý nghĩa, có một cái sự dạy dỗ thuộc linh sâu hơn cái việc đó. Tức là Môi-se không thể dẫn dân Israel vào trong xứ là bởi vì cớ ông là người đại diện cho luật pháp. Và luật pháp không thể dẫn chúng ta vào trong xứ hứa được. Nhưng mà chúng ta thấy được cái nghĩa đen cái câu chuyện này, đó là vì cái sự nóng giận, cái sự tức mình mà Môi-se đã phạm tội và không tôn thánh Chúa trước mặt dân sự. Cho nên chúng ta thấy rằng là chức vụ càng cao thì cái sự đòi hỏi nó càng lớn. Có thể quý vị nghĩ rằng là chỉ có mục sư, chỉ có những người phục vụ Chúa mới có chức vụ thôi, còn tôi thì không có chức vụ gì hết. Quý vị có nghĩ rằng là quý vị là những lãnh đạo khi quý vị có con, có cái ở trong gia đình của mình không? Quý vị là cha, là mẹ, quý vị cũng là lãnh đạo đó. Đúng không ạ? Khi chúng ta nuôi dạy con cái thì đó cũng là lúc mà Chúa ngài muốn cho chúng ta bày tỏ ra cái đức tính nhịn nhục của chúng ta. Có nhiều người không chịu nổi con của mình mà rủa nó. Thà ngày xưa tao đẻ ra cái cục trứng chứ tao không có đẻ ra mày.
Ngày xưa tao thà bóp mũi mày chứ còn sinh ra mày bây giờ cái thằng phá hoại. Quý mà chị em ơi, đừng có vội nóng nực và chúng ta bực bội và chúng ta nói ra những cái lời đó. Vô hình chúng ta sẽ trói buộc con của chúng ta trong những cái lời rủa xả như vậy. Và sau này khi mà con của chúng ta nó lớn lên và nó đúng như những lời mà chúng ta rủa xả, chúng ta lại không biết nguyên nhân tại sao mà nó hư như vậy. Hãy chúc phước quý bà chị em, hãy giữ môi miệng của chúng ta để chúng ta không nói ra những lời tiêu cực, không nói ra những lời rủa xả và trói buộc những người thân của chúng ta. Ngay cả Chúa Giêsu, Ngài cũng là một đấng làm việc đúng thời điểm. Mọi chương trình trong đời sống của Chúa Giêsu đều đã được lập trình ở trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha. Khi mà Chúa Giêsu Ngài xuống thế gian này, Ngài hóa thân thành con người của chúng ta. Ngài được Đức Chúa Cha đặt để vào trong gia đình của Joseph và Mary. Đến năm 30 tuổi thì Chúa Giêsu Ngài mới bước chân vào trong chức vụ và Ngài mới làm phép lạ và làm cái chức vụ của Ngài. Nhưng quý vị ơi, năm 12 tuổi, Chúa Giêsu Ngài đi lên đền thờ cùng với cha mẹ của mình để mà làm đúng theo cái lễ nghi thời bấy giờ. Và khi mà Mary và Joseph là cha mẹ của Chúa Giêsu đi về như vậy thì không thấy Chúa Giêsu ở trong cái đoàn đi về, và thấy là họ quay trở lại Jerusalem để tìm kiếm Chúa Giêsu. Trong 3 ngày họ đã vất vả để tìm thấy Chúa Giêsu, và họ đã thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ đang ngồi giữa những thầy thông giáo và những người Pharisee để nói về luật pháp. Và mọi người nói rằng là wow, cái con trẻ này và nó rất là khôn ngoan và thông minh. Và Mary nói rằng là con ơi, sao mà con làm khổ chúng ta như vậy, chúng ta đã mất 3 ngày để tìm thấy con. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng là thấy cha mẹ không biết rằng là con phải lo về cha của con sao. Và thế là Mary đã ghi những cái lời đó vào trong lòng của bà. Nhưng quý bà cha Kinh Thánh tiếp tục với chúng ta rằng là Chúa Giêsu Ngài sau đó Ngài chịu lụy cha mẹ của mình trong suốt 18 năm. Tức là từ năm 12 tuổi cho đến năm 30 tuổi, Chúa Giêsu không hề làm phép lạ, Chúa Giêsu không hề giảng bất cứ bài giảng nào hết. Trong 18 năm đó, Chúa Giêsu Ngài chịu lụy cha mẹ, tức là đầu phục và phục vụ cha mẹ của mình. Và theo như tương truyền rằng là năm 19 tuổi thì ông Joseph, tức là cha phần xác của Chúa Giêsu, đã mất, và Chúa Giêsu phải gánh vác vai trò của một người anh cả trong gia đình để chăm sóc cho các em của mình. Và Chúa Giêsu Ngài phải làm việc để mà nuôi các em cùng với mẹ của mình. Quý vị hình dung với tôi nha, trong cái thời gian mà Chúa Giêsu đi làm việc như vậy, ma quỷ nó có thể nó thỏ thẻ vào trong tay Chúa Giêsu, nó rằng là ơ, ngươi là con Đức Chúa Trời, bây giờ ngươi xuống thế gian này để làm việc, để bào gỗ hả, để làm thợ mộc hả, ngươi làm phép lạ đi chứ, ngươi giảng đi chứ. Quý vị ơi, Chúa Giêsu Ngài không hề làm bất cứ công việc nào trong chức vụ của Ngài cho đến năm 30 tuổi, tức là cái thời điểm mà Chúa định trên đời sống của Chúa Giêsu. Có đôi khi chúng ta cũng bị nóng vội, chúng ta không thể chịu chờ nổi đến cái thời điểm mà Chúa sử dụng chúng ta, và chúng ta đã thiếu cái sự nhịn nhục để chúng ta bước chân vào trong chức vụ quá sớm. Điều đó nó cũng sẽ là một cái sự nguy hại cho chính mình và cũng như cho công việc Chúa sau này. Quý vị ơi, hãy luôn kiên nhẫn và nhịn nhục để chờ điều Chúa hứa cho đời sống của chúng ta. Đừng nóng vội quý vị, hãy chờ đợi, cứ chờ đợi. Nếu quý vị được Chúa hứa một cái lời hứa rất lớn, quý vị đừng có vội, nóng vội. Vừa rồi cũng có một người nói với tôi rằng là bây giờ chờ 20 năm sau mà mình được giàu có, lâu quá mục sư ơi. Bây giờ nếu mà được á, mục sư cầu nguyện sao mà cho năm sau hoặc là vài năm nữa, 5 năm nữa đi, mình được có tiền tỷ đó. Chứ bây giờ nếu mà 20 năm, 10 năm, 20 năm mà mình mới có, lâu quá. Quý vị ơi, phước càng lớn thì cái sự chờ đợi của chúng ta nó phải càng lâu. Không phải là Chúa Ngài thích cho chúng ta chơi trò trốn tìm đâu, nhưng mà bởi vì cớ tốt cho đời sống của chúng ta. Chúa biết là con người của chúng ta có khả năng học hỏi rất là chậm quý vị ơi. Con người của chúng ta học một bài học phải nói là rất là lâu. Cho nên Chúa Ngài phải cho Abraham phải học cái bài học đó trong vòng 25 năm. Quý vị học, nếu quý vị học nhanh hơn Abraham thì quý vị sẽ được hưởng lời hứa nhanh hơn Abraham. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là quý vị và tôi chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Sẽ có những lúc Chúa Ngài sẽ đem phước hạnh đến cho chúng ta để khích lệ chúng ta. Chúa sẽ đem những cái phước nhỏ hơn để khích lệ chúng ta, để chúng ta nhìn thấy những cái bức tranh lớn hơn mà Chúa Ngài đang vẽ ra trước mặt chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 cho đến câu 3, lời của Chúa, lời của Phao-lô ông nói thế này: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục
lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Paulo dùng cái từ đó là khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục là phải đến điều. Tôi thích cái từ đến điều ở đây. Đến điều là sao quý ông bà chị em? Người Việt của chúng ta có cái từ đó là sát đất đúng không ạ? Hoặc là hết ga. Đó là những cái từ để cho chúng ta thấy rằng là mình cần phải làm cái việc đó ở trong một cái sự tuyệt đối. Thì Kinh Thánh dùng cái từ đó là phải khiêm nhường đến điều, hạ mình đến điều, rồi phải nhịn nhục, mềm mại đến điều. Quý mài cho em ơi, chúng ta đừng có nhịn ba lần mà thôi, nhưng xin Chúa ngày cho chúng ta có thể nhịn nhục nhiều lần với Chúa. Chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu ngày rất là nhịn nhục đúng không ạ? Ngài đợi đến năm 30 tuổi thì Ngài mới thi hành chức vụ rồi. Ngài thi hành chức vụ trong 3 năm rưỡi xong rồi Ngài mới bước vào trong thập tự giá. Và tại thập tự giá thì Chúa Giê-xu Ngài cũng phải rất là nhịn nhục trước những cái lời nói nghịch lại với Ngài, rồi những lời sỉ vả của cái người vô tín. Họ nói rằng là ngươi giảng tin lành mà bây giờ Đức Chúa Trời lại để cho ngươi như thế này sao? Người ngon á, người từ thập tự giá đó nhảy xuống đây, ta mới tin. Nếu chúng ta là người xác thịt đó, chúng ta không có sự nhịn nhục của quý vị, chúng ta sẽ làm gì đó. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng là các ngươi há không biết rằng là ta có thể nhờ cha ta sai 12 đạo thiên binh thiên sứ để đi giúp đỡ ta. Chúa Giê-xu Ngài vẫn có khả năng, có quyền năng để xuống khỏi thập tự giá. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã nhịn nhục để cho chương trình của cha được hoàn tất. Quý mài cha, nếu chúng ta không có sự nhịn nhục, chúng ta sẽ không thể làm việc lớn như Chúa được. Quý vị muốn làm việc lớn như Chúa không? Nếu quý vị không muốn làm việc lớn, tại sao quý vị lại muốn mình được phước lớn? Được phước lớn để làm gì? Để làm việc lớn đúng không ạ? Nếu quý vị không muốn làm việc lớn thì tôi xin Chúa ngày cho quý vị phước nhỏ thôi. Tại vì Chúa ngày không thể ban phước cho chúng ta vượt quá cái khả năng chúng ta có thể giữ được. Như tôi ở đây, tôi mặc cái áo là size L. Bây giờ đó ai cho tôi cái áo mà XXL, tôi có thể mặc được. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng là sao? Kỳ quá, nó không tương thích với cái dáng vóc của tôi. Quý vị ơi, đời sống thuộc linh của chúng ta cần phải được tăng trưởng, nó phù hợp với cái kích thước của cái phước hạnh mà Chúa ban chúng ta. Thì người ta nhìn vào, người ta thấy rằng là wow, thật sự Chúa tốt lành. Còn nếu không thì nó sẽ trở nên kịch cỡm với chúng ta nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Phaolô ông đã tập cách sống thỏa lòng ở trong Chúa, là dù là dư hay thiếu, dù no hay đói, trong mọi sự và mọi nơi ông đều tập cả. Và ông nói rằng là tôi làm được mọi sự nhờ Ngài là đấng ban sức cho tôi. Như vậy chúng ta nhịn nhục được ở trong cái sự khó khăn, thiếu thốn, cái sự nghèo thiếu được, đó là bởi vì cớ Chúa Ngài thêm sức cho chúng ta, không phải là chúng ta có thể chịu được nổi. Đúng không ạ? Con người của chúng ta có cái giới hạn, nhưng mà nếu chúng ta nhờ cậy Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự nhịn nhục của chúng ta là vô hạn. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa đã ban sức cho chúng ta. Tôi đã từng bị một người, khi mà tôi khuyên bảo người đó nói cục cức, mà tôi vẫn có thể im lặng và tôi không nói một tiếng nào. Tôi đang chia sẻ lời Chúa với người chạy xốc vào và họ tìm cách để đánh tôi. Tôi phải né đi một bên, tôi phải chạy trốn ở trong toilet để tôi không có xăng tay áo để đánh lại cái người đó. Nếu quý vị không được chuẩn bị và không có đủ sự nhịn nhục, quý vị sẽ trả đũa lại đúng không ạ? Quý vị sẽ thấy rằng là mình rất là nóng nực, rất là nóng giận và rất là cục. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa là đấng ban sức cho chúng ta. Amen. Và khi quý vị nhịn nhục, quý vị sẽ thấy được phước. Người thế gian nói là nhịn là nhục, mà nhục là đục đúng không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, người theo Chúa có thể nhịn được, chịu nhục được. Nhưng mà người đó không nhục mãi đâu quý vị. Người đó sẽ không có nhục mãi đâu quý vị. Chỉ nhục một thời gian thôi, rồi sau này Chúa sẽ đem chúng ta đến cái chỗ vinh quang hơn. Amen. Tôi nhớ có lần nọ, tôi qua bên Malaysia và tôi chia sẻ lời Chúa ở trong hội thánh. Toàn là thanh niên không quý mài cho em. Những thanh niên Việt Nam từ Việt Nam qua bên Malaysia để làm công nhân bên đó. Họ tin Chúa rất là đông. Hội thánh có thể là nhóm từ 50 cho đến 70 công nhân Việt Nam. Và thời gian đó tôi đến chia sẻ lời của Chúa, tôi cảm thấy rất là phước hạnh bởi vì tấm lòng con cây Chúa ai cũng sốt sắng nhiệt huyết hết. Nhưng mà thời linh ngoài kia, tôi nghe có thông tin đó rằng là có một cái công việc mới đến trong hội thánh và nhiều công nhân bắt đầu đầu tư và
có một cái hướng mới. Họ nói với tôi rằng là mục sư ơi, tụi em có công việc mới mà được phước lắm mục sư. Tôi hỏi công việc gì vậy? Dạ tụi em bây giờ có cái đầu tư tài chính. Tức là bây giờ mình có vài chục triệu đó, mình mua tiền ảo, cái mình đầu tư vào đó. Là mục sư biết không, mình chỉ cần ăn ở không, mình không cần làm gì hết. Mỗi ngày cái số tiền trong tài khoản của mình nó gia tăng lên. Mục sư mà tham dự cái này là em thấy hợp lý lắm. Bởi vì mục sư hầu vì Chúa thì bây giờ tài khoản nó cứ thêm vô, mình không cần phải làm gì hết. Chỉ cần bỏ 50 triệu hoặc là mười mấy triệu, mục sư có tiền nhiều là cứ bỏ vào đó mấy chục triệu là cứ một tháng có từ 10 cho đến mười mấy triệu, khỏe ra. Tôi nghe tôi cảm thấy trong lòng nó như thế nào đó. Và tôi phải từ chối rằng là bây giờ thật sự tôi nói thật luôn là tôi không có nhiều cái kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này, cho nên tôi không dám đầu tư. Mà Chúa kêu gọi tôi ở trong chức vụ này rồi thì tôi cũng chỉ đi theo cái chức vụ thôi, chứ còn cái chuyện mà giàu có hay như thế nào đó thì tôi cũng thật sự là tôi không có tham. Tôi không nghĩ rằng là sau này tôi trở thành một người tỷ phú gì hết. Sau đó, gần 4 năm sau, tôi trở lại hội thánh đó. Quý bà chị em ơi, nhóm rất ít người. Từ con số gần 100 người nhóm lại, cho đến hiện tại không còn ai nhóm lại quý vị. Có những thanh niên họ nói, em không đi nhóm nữa. Tại vì cái người đó đó, rủ em vào trong đây. Ôi sao con cây Chúa kỳ vậy, sao mà hầu vì Chúa mà lại kêu tôi vào trong cái tiền ảo này. Và họ bị vấp phạm người này người kia. Quý mài trẻ mơ tôi rất là đau lòng. Cho nên khi mà tôi suy gẫm về lời của Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa nói với tôi rằng là cái sự nhịn nhục của chúng ta là một cái khả năng phải nói là tuyệt vời để giúp chúng ta không bị vấp phạm. Để chúng ta không có gọi là chạy trước Chúa, cầm đèn chạy trước ô tô đối với vị. Đó là wow, đây là cái điều mà có thể giúp cho mình có thể mình sớm trước kỳ đây, mình có thể giàu trước kỳ đây. Quý vị ơi, đừng có tin vào trong những cái công việc mà ma quỷ hứa hẹn với chúng ta rằng là không cần có Chúa đâu mình vẫn có thể giàu được. Không cần có thời điểm của Chúa đâu, ngay bây giờ là cơ hội. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi nhìn thấy trong hội thánh của Chúa và cũng như trong hội thánh của Chúa tại đây, có nhiều anh chị em chúng ta phải vất vả lao động từ sáng đến tối. Chúng ta kiếm những đồng tiền chân chính bằng chính mồ hôi và sức lực của chúng ta. Tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Mọi việc tay quý vị làm đều sẽ được phước của Chúa. Nhưng quý vị ơi, nhất là những người trẻ, chúng ta đừng có tin vào trong những cái lời hứa hẹn rằng là mình làm cái công việc đó cứ ở nhà ngủ cũng có tiền. Quý vị ơi, không bao giờ có cái công việc nào như vậy hết á. Cho nên quý vị cần phải có sự nhịn nhục. Khi quý vị đi làm, quý vị có thể khổ đó, nhưng mà Chúa sẽ ban phước cho cái lao khổ của quý vị. Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn chúng ta nhịn nhục với con người, cũng giống như Ngài đã từng nhịn nhục với chúng ta. Con người của chúng ta, trước khi tin Chúa, chúng ta cũng đã từng là những tội nhân, cũng là những đứa con bội nghịch của Chúa. Và Chúa phải chờ một khoảng thời gian để chinh phục chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng hãy nhịn nhục đối với là những người xung quanh của chúng ta cũng thấy. Được không ạ? Nhất là trong hội thánh, tôi nhìn thấy ở trong hội thánh đó, có hai đối tượng mà chúng ta cần phải nhịn nhục. Trong sách Ê-sai đoạn thứ 40. Ê-sai đoạn 40. Câu thứ 11. Ngài sẽ trăng bày mình như người trăng chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đường cho bú. Đây là hai đối tượng mà Chúa Ngài nói với tôi rằng là chúng ta cần phải nhịn nhục đối với hai đối tượng này. Thứ nhất đó là chiên con. Chiên con là như thế nào quý vị? Tôi có thể hiểu được cái từ chiên con này theo hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen á, Chúa nói chiên con đó là những đứa nhỏ, những em ấu nhi, những em thiếu nhi. Chúng ta cần phải nhịn nhục đối với những em đó. Bởi vì đôi khi chúng nó cứ chạy ra chạy vào, đôi khi chúng nó cứ tấy máy nghịch ngợm cái này cái kia. Và nếu mà chúng ta không đủ nhịn nhục đối với những em nhỏ đó, chúng ta sẽ vô hình chung chúng ta làm cho chúng nó bị vấp phạm. Chúng nó sẽ lớn lên và nghĩ rằng là ồ, hội thánh nhà thờ không phải nơi thích hợp cho mình. Nhưng mà hãy để cho Chúa Ngài có thời gian dành cho các em đó. Con của tôi khi mà đi theo tôi đến những cái buổi nhóm ở tại những hội thánh mà tôi quản nhiệm á, đôi khi tôi cho phép nó chạy tới chạy lui như vậy. Đôi khi tụi nó nói, tụi nó cười và tôi phải nhắc nhở cho chúng nó. Nhưng lạ lắm quý mài cho em, chúng nó thuộc hết những cái bài thánh ca mà chúng ta hát ở trong nhà thờ.
Có thể chúng ta thấy rằng nó ngồi không yên, nó cứ tấy máy, nó làm đủ kiểu hết. Đôi khi người lớn của chúng ta cũng rất là khó chịu. Nhưng mà trong lúc mà nó tấy máy như vậy thì nó cũng lắng nghe những gì chúng ta nói, những gì chúng ta hát, những gì chúng ta giảng, đó quý vị. Đó là cách mà con trẻ nó học. Và người lớn của chúng ta, nếu mà có thể tấy máy nghịch ngợm nó suốt giống như là nó đó, thì chúng ta mới có thể bắt nó phải ngồi yên như chúng ta. Rồi chính con cũng có thể, đó là những người chưa trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta cũng cần phải nhịn nhục. Và Chúa nói rằng là Ngài sẽ thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng. Đôi khi có những người con trẻ xác thịt, đúng quý vị, chúng ta phải bồng ẵm họ, giống như cách mà Môi-se phải bồng ẵm dân Israel ở trong tay của mình. Ông có lần ông nói với Chúa: Chúa ơi, con đâu có sinh ra cái dân này đâu, mà Chúa bắt con phải ẵm họ, phải nuôi họ. Ông khóc với Chúa, ông đòi chết. Nhưng mà đó chính là tính cách của một người chăn bầy của Chúa thật, phải chịu đựng nổi những cái tính khó ưa của những chiên con. Quý vị, đôi khi quý vị phải chịu nhịn nhục để chúng ta có thể chăm sóc được cho những tín hữu mới tin Chúa, quý vị. Thì Chúa Ngài nhìn thấy quý vị có đủ phẩm chất và Ngài có thể tin tưởng và giao chiên của Ngài vào trong tay quý vị để có thể chăm sóc tốt hơn. Rồi đối tượng thứ hai đó là những chiên cái đương cho bú, tức là những người phụ nữ họ có con nhỏ, đôi khi chúng ta cũng phải thông cảm và bỏ qua cho họ. Đôi khi con cái họ chạy tới chạy lui, nó hơi tinh nghịch, nó hơi ồn ào đó. Nhưng xin Chúa cho chúng ta có đủ sự nhịn nhục, giống như Chúa Giêsu Ngài nói rằng là Ngài từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Từ từ quý vị ơi, chứ phải là nóng vội chúng ta lôi họ, chúng ta phải ép họ phải làm thầy chúng ta ngay lập tức, giống như là trong quân đội. Hội thánh của Chúa không phải là danh trại quân đội, quý vị. Đôi khi chúng ta cũng cần phải có thời gian để cho họ có thể chuẩn bị được. Khi mà tôi đi đâu phục vụ Chúa, tôi dẫn theo vợ tôi với là ba đứa con, là chúng tôi từ cái lúc mà chúng tôi chuẩn bị cho đến khi mà chúng tôi ra khỏi nhà đó ít nhất là 30 phút. Và tôi phải đủ sự nhục để mà chờ đợi, quý vị ơi. Nếu như đàn ông của chúng ta đó, chúng ta đi đâu chúng ta chỉ cần xỏ cái quần tà lỏng như là chúng ta đi được, đúng không quý vị? Nhưng mà đối với phụ nữ, họ nào là phải trang điểm, rồi họ phải chuẩn bị cho mình, rồi cho con cái nữa. Đồng ý không quý vị? Đàn ông chúng ta rất là khỏe, chúng ta mặc cái áo vào rồi xong mặc cái quần vào là xong. Đôi khi không cần che đầu luôn. Nhưng mà đối với phụ nữ thì không có dễ đâu. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, chúng ta cần phải có sự nhịn nhục, thông cảm cho nhau để cuộc sống được trở nên tốt lành hơn. Amen. Xin Chúa Ngài giúp cho tôi và chúng ta có đủ sự nhục để chúng ta có thể hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên. Amen. Đến thời điểm Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Amen. Chúa sẽ ban phước cho đời sống cá nhân của chúng ta, Chúa sẽ ban phước cho gia đình của quý vị, Chúa sẽ ban phước cho con cái hầu tự quý vị. Chúng nó đều sẽ là những đứa con đầy ơn phước của Chúa và trở thành những nguồn phước của Chúa trên đất sau này. Amen. Hãy nói với chính mình rằng là tôi cần phải nhịn nhục với mọi người giống như Chúa đang nhịn nhục với tôi. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị một tuần lễ mới tốt lành ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúc cho quý vị sẽ trở thành những con người có thể bước chân vào trong sứ hứa và chúng ta không nản lòng, không bỏ cuộc, bởi vì cứ mỗi ngày trôi qua đó là những ngày mà chúng ta đang đến gần hơn với sứ hứa. Amen. Dạ, đừng vội nản lòng, đừng vội bỏ cuộc, đừng vội thối lui, nhưng hãy cứ tiếp tục nhìn xem Chúa Giêsu Christ và bước đi. Ai biết được ngày mai sẽ là ngày quý vị có thể đặt chân vào trong sứ hứa. Ai biết được ngày mai sẽ có những người được phước ở trong công việc của mình và sẽ được cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta để được thăng tiến hơn. Amen. Hãy trông đợi Chúa và hy vọng vào trong một tương lai tươi sáng hơn mà Chúa sẽ ban chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa là thành tín, lời của Chúa không bao giờ qua đi, lời của Chúa chắc chắn sẽ ứng nghiệm cho quý vị trong thời điểm của Ngài. Amen. Và xin quý vị chúng ta cùng nhấn lên và tôi sẽ cầu nguyện để chúng ta kết thúc lời của Chúa trong buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, Chúa quý ơi, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Bởi vì lời của Chúa luôn luôn thành tín cho đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài tha thứ cho những lúc mà chúng con đã nóng vội, chúng con đã kiêu ngạo, chúng con đã tự cho rằng chúng con có thể khôn ngoan hơn Chúa khi mà chúng con chọn thời điểm cho Ngài để hành động cho đời sống của chúng con. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Bởi vì đôi khi chúng con đã quyết định trước khi chúng con cầu hỏi Chúa, chúng con đã làm những điều mà chúng con không cầu hỏi Ngài chút nào, bởi vì chúng con đã thiếu sự nhịn nhục. Lạy Chúa, qua lời của Chúa buổi sáng nay, chúng con cầu xin Chúa Ngài giúp cho tâm tánh của mọi người chúng con có sự nhịn nhục, có sự kiên nhẫn với chính mình cũng như đối với là những người khác, như chính Chúa đã từng kiên nhẫn với chúng con. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con để chúng con có thể chờ đợi được đến đúng thời điểm, thì
đời sống cá nhân của chúng con, công việc của chúng con, gia đình của chúng con và cũng như là hậu từ của chúng con sẽ được phước trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả chúng con đều là người được phước ở trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi. Chúng con không phải là những người bị rủa sả, không phải là những người nghèo thiếu, không phải là những người thất nghiệp nữa, nhưng mà chúng con sẽ là nguồn phước của Chúa trên đất này. Bởi vì chúng con là những con cháu thật của Abraham. Lạy Chúa, chúng con bẻ gãy tất cả những sự rủa sả mà ma quỷ nó đã trói buộc ở trong sức khỏe, ở trong tài chánh, ở trong gia đình của chúng con, ở trong các mối quan hệ của chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ, Satan nó phải lui ra khỏi đời sống của từng người chúng con ngày hôm nay. Chúng con công bố cho đức tin rằng anh chị em chúng con trong thánh này sẽ có thể đặt chân vào trong sự hứa của Chúa. Mỗi người chúng con ở đây sẽ trở thành những con người kết quả, trở nên những con người giàu có sung mãn của Chúa Giêsu Christ. Lạy Chúa, sự cánh tay của Chúa chạm đến từng người chúng con giờ phút này, ngài chạm đến tấm lòng của chúng con để chúng con được thay đổi, chúng con được Chúa ngài cho chúng con có bản tánh của ngài, có bản chất của Chúa, có phẩm hạnh tốt lành của sự nhịn nhục và tin kính để chúng con được sống xứng đáng với phước hạnh mà Chúa ban chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa ngài dùng quyền năng của ngài để chữa lành cho thân thể của từng người chúng con, chữa lành cho nơi mà chúng con đang ở, để hầu cho chúng con khi bước chân vào trong nơi đâu hoặc là tại nhà của chúng con thì bầu không khí thuộc linh ở trong nơi đó sẽ được thay đổi trong danh Chúa Jesus Christ. Xin Chúa đầy dạy chính ngài ở trong chúng con để khi chúng con đi đâu chúng con cũng trở thành nguồn phước của Chúa, nhà của chúng con trở thành nơi có sự gì của Chúa, chúng con cũng là người mang sự gì của Chúa đến tại nơi chúng con làm, tại nơi mà chúng con phục vụ Chúa. Để con cảm ơn ngài, nguyện xin Chúa ngài gia tăng ơn phước của ngài trên đời sống của từng người chúng con trong thánh này, để thánh của Chúa sẽ càng ngày càng đông hơn, sẽ càng ngày càng có nhiều người chạy đến đây tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa và tin ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.